Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 10 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với cái giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô giáng hương tam bảo sắc ạ. Cây dài, hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn như thế này này cô chú anh chị. Đó, mỗi một cây như thế này đến mùa hoa tháng mùa xuân tới là có thể cho mỗi một cây tầm 2 đến 3 chùm hoa cô chú anh chị nhé. Cây rất là dài và đẹp là hàng tuyển chọn. Và những cây dài này thì bình thường khi mà vận chuyển rất là dễ gãy ngọn. Tuy nhiên hàng bên em hàng tuyển chọn rất là đẹp như này rồi cô chú anh chị nhé. Và hàng này thì em xin phép bán với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg thôi ạ. 140.000 cho 1 kg thôi nhé. Cây xanh mướt và hàng tuyển chọn dài đẹp như này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương đuôi chồn ạ. Cây cũng vừa tầm ghép xinh lắm luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cây tươi roi rói và hàng vừa tầm ghép, nhỡ nhỡ vừa vừa, không có khủng mà cũng không phải là bé. Cô chú anh chị về ghép trụ hay là trồng chậu thì quá là xinh xinh luôn ạ. Giá đem ra đang bán là 170.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương quế tím này cô chú anh chị này. Dòng giáng hương quế tím này ạ, em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Cái lô hàng quế tím này về thì nói chung là không có điểm nào để mà chê được luôn. Cái hàng này thì cây vừa tầm ghép đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Nó là hàng tuyển chọn nhé, cũng là hàng tuyển chọn. Nói chung là những cái cây mà em bán hàng giao lưu cùng cô chú anh chị để cô chú anh chị có thể ghép sưu tầm như thế này là những cái hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cho em cái giò giáng hương quế tím ạ. Một vài cái nhánh quế tím nhỏ thôi mà cô chú anh chị có thể thấy là người có thể cho một cái tác phẩm, một cái giò lan quế tím rất là xinh đẹp như thế này. Đó, mà với số tiền chỉ có 140 cho 1 kg thôi, em bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên đây thì em có cái dòng lan quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 nhé chú anh chị nhé. Đó, cái dòng quế lan hương này thì em bán với giá là 260.000 cho 1 kg. 1 kg là hẳn một ôm to đùng luôn, thoải mái cô chú anh chị về trồng một cái trụ rất là đẹp luôn ạ. Ở bên này đây thì em có 2 cái lô hoàng phi hạc này. 2 lô hoàng phi hạc, lô này em gọi là lô số 1 ạ. Một cái rể hoàng phi hạc to đùng và thân căng mập nù như này. Những cái thân này xuống lá này sau này sẽ là những cái thân mà sẽ cho mình hoa nhé chú anh chị nhé. Mặt bông của hoàng phi hạc thì nó rất là sắc nét luôn. Nói chung là những cái thân nào mà rụng lá thì bắt đầu là mới cho hoa, cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Những thân có lá là sẽ không có hoa cô chú anh chị nhé. Đây mặt bông của dòng hoàng phi hạc. Và một cái rể hoàng phi hạc to đùng này em bán thanh lý, em bán xả luôn. Cây khỏe và đẹp cô chú anh chị nhìn thấy thân cây thì biết rồi. Với giá em bán là 70.000 đi, cái lô này chắc phải tầm hơn một xin phép em bán là 90.000 cô chú anh chị nhé. Lô này chắc phải hơn 1 kg cô chú anh chị ạ. Lô số 2 với số tiền là 50.000 này cô chú anh chị này, cũng là một cái giò hoàng phi hạc quá là đẹp luôn. Nói chung là bán xả lỗ sấp mặt luôn cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là một cái lô hoàng nhạn, một cái lô hoàng nhạn rừng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái lô này thì hàng về rất là nhiều, cây bản là to và đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Hoàng nhạn rừng em xin phép được bán với giá là 550.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,1 kg rồi, tức là với số tiền là với số tiền chỉ rơi vào có 0,155.000 thôi ạ. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những cây hoàng nhạn rất là đẹp rồi cô chú anh chị này. Đây, cái số cây á, với 0,1 thì cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 3 cho đến 6 cây cô chú anh chị nhé. Đây, ví dụ như chỗ này đang là chưa đến 0,1 này thì nó đang là bao nhiêu cây đây? 2 này, 4, 5 cây cô chú anh chị ạ, 5 cây. Còn nếu mà cô chú anh chị lấy cây to thì 0,1 chắc khoảng tầm 2 cây hoặc là cây to ấy, khoảng tầm 3 cây hoặc là 4 cây nhé cô chú anh chị nhé, cây to hơn ạ. Đó, thì với số tiền 55.000 thôi cô chú anh chị có thể có một cái chậu hoàng nhạn rất là tuyệt vời luôn rồi. Mà riêng cái dòng hoàng nhạn thì
Hiện tại cô chú anh chị thấy là rất là nhiều anh chị đang sưu tầm những cây nhạn 4N đúng không ạ? Rất là nhiều anh chị sưu tầm những cây nhạn 4N, coi đó là một cây cây nhạn rất là VIP luôn đúng không ạ? Tuy nhiên nếu như cô chú anh chị mà tìm hiểu kỹ về cái dòng nhạn 4N thì cô chú anh chị sẽ biết rằng là nó không phải là cây nhạn đột biến gì mà nó là xuất phát từ cây nhạn rừng thôi nhé cô chú anh chị nhé. Từ cây nhạn rừng thôi mà bên Thái người ta nhân giống ra, nhân giống lên, gieo hạt lên và hiện tại thì người ta bán sang Việt Nam mình với số tiền một cây nhạn mà rất là đắt đỏ như thế. Mà trong khi đó là mình có những cây nhạn rừng như thế này đó, cái nguồn tự nhiên rất là rẻ như thế này thì tại sao mình không tận dụng để trồng. Và bây giờ nhà vườn Việt Nam mình cũng đang bắt chước cái nhà vườn bên Thái, bên mình đang trồng những cây nhạn rừng nhạn và hiện tại thì cây nó không kém cạnh gì những cái cây nhạn 4N. Từ những cái cây nhạn mà lá to mà đẹp như thế này này, chắc chắn rằng là nhà vườn người ta có thể trồng được những cây nhạn không kém gì những cái cây nhạn 4N luôn. Cái lô hàng hôm nay về rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Xin nhắc lại giá là 55.000 cho một lạng, em bán 550.000 trong 1 kg, bán từ 0,1 kg cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô duy nhất. Một cái lô duy nhất hoàng thảo vẩy rồng ạ. Cái chỗ này có nguyên ba dề này. Em bán xả luôn với giá 55.000 cho cái giò này. Đó. Và bên này là một cái phần kiếm đỏ duy nhất đây ạ. Cái lô kiếm đỏ này em bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhá. Hai cái lô dáng hương đuôi sóc mỗi một lô rất là nhiều như vậy em bán 50.000 ạ. Hoàng thảo điện biên đông dề nào dề đấy xanh mướt luôn như thế này, hàng toàn bộ đều là thân tơ và hoa thì cực kỳ là bền với sắc hoa rực rỡ. 280.000 trong 1 kg hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây. Em bán ngay từ 0,3 kg rồi. Cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em này. Cô chú anh chị nhìn cho em. Nhìn khóm dề rất là xinh mà giá cực rẻ luôn. Ở đây em gọi cái hình này là cái hình số 1 này cô chú anh chị này. Một cái dề mà 1 đến 20 cái thân tơ như này giá chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, cái hàng này mà người ta trồng thuần lên thì chắc chắn là giá của nó không dưới vài 300.000 đâu ạ. Tiếp theo là hình số 2, 2 dề nhá, 90.000. Và hình số 3 này, 80.000 cho cái dề này. Và hình số 4 cũng là 80.000. Sắp đến mùa xuân là cây bây giờ đứng hết ngọn rồi cô chú anh chị này. Về làm một cái giò hoa vàng rực rỡ để thưởng thức mùa xuân tuyệt vời luôn ạ. Hình số 5 ạ. Hình số 5 này em xin phép bán với giá cũng chỉ 80.000 thôi. Đó, số tiền chỉ có vài chục nghìn cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái giỏ điện biên đông để mà sưu tầm rất là đẹp như vậy nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cây đai châu Thái, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam, đẹp mướt từng cây một như này, bản lá dày cộp và căng bóng luôn. Và cây đai châu Thái thời điểm bây giờ là cây đang bắt đầu là nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cây đang bắt đầu là nhú nụ hết ạ, cô chú anh chị nhìn này. Đó, mỗi một cây có thể nhú từ 2 cho đến 3 4 cái vòi nụ, như cây to như thế này phải tầm 4 vòi nụ luôn cô chú anh chị ạ, 3 4 vòi nụ luôn. Và 1 kg đai châu Thái này xin phép được bán với giá là 370.000 cho 1 kg. Cái thời điểm vàng trong năm để cô chú anh chị mình có thể ghép những cây lan. Nói chung là cái mùa mà cây đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa ấy là cái mùa sinh trưởng mới của cây nên là cô chú anh chị về trồng là cây sẽ bắn rễ rất là nhanh. Cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa Tết này, vừa có một cái giò châu Thái thuần rất là đẹp để mà cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết luôn. Số cây rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Số tiền 370 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay. Gói trụ đai châu Thái đa màu sắc tuyệt vời ạ. Còn bên này đây sẽ là những cây đai châu rừng cũng đang nhú nụ rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó, và dòng đai châu rừng thì em xin phép được bán với giá chỉ có 220.000 trong 1 kg thôi. Số cây cũng rơi từ 3 cho đến 5 cây. Ở đây thì em cũng đang có những cái hình mà em đang chia theo hình ở đây này cô chú anh chị này. Đang chia theo hình ở đây cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình này. Ở đây em đang có cái hình này gọi là cái hình số 15. Một cái hình đai châu rừng bóc trụ, một cặp đôi gồm có 2 cây. Và thêm một cây nhỏ xíu xíu kia nữa cô chú anh chị có thể về làm một chậu cây mẹ con rất là đẹp. Một cái đại gia đình đai châu rất là đẹp với giá tiền chỉ có 120.000 thôi ạ. Tiếp theo là hình số 16, cái lô này có hai cây châu rất là to như thế này. Đó, hai cây châu rừng cô chú anh chị nhé, với giá cũng 120.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái hình đai châu Thái cực kỳ là VIP luôn cô chú anh chị nhìn cho em này. Cây bản lá dày cộp và rất là to. Đấy, nụ to đùng đang nhú ra này. Chắc chắn là sau này sẽ là một cái giò lan rất là tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết luôn. Một cặp đôi, hai cây đẹp như này em xin phép được bán với giá là 310.000 cho cặp châu Thái này. Sang hình tiếp theo 18, 250.000 cho ba cây châu Thái xịn sò này đây ạ. Không việc gì cô chú anh chị phải mua những cây châu thuần cực đắt đỏ mà giá có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với cái giá hàng rời này. Bởi vì cái đai châu nó rất là dễ sống cô chú anh chị ạ. Đây, hình này hai cây đỏ chót và thêm một cái cây thứ ba này nữa. Giá chỉ có 250.000 nhé cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo 19 cũng là 250.000 cho cái hình này với số cây là 3 cây, đều tăm tắp, lá dày cộp rất là đẹp như này. Sang bên này đây là một cái lô hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Đẹp mê mẩn luôn cô chú anh chị này. Một cái lô hàng cực kỳ là VIP ạ.
Mỗi một cây hồ điệp lá biên này thì sẽ rơi từ ít nhất là 4 cặp lá nhé. Và trong đó thì tất cả những cây này thì đều đang nhú nụ như thế này. Và nụ này sẽ là nụ hoa Tết xịn sò luôn nhé, cô chú anh chị nhé. Nụ hoa Tết chuẩn xịn sò luôn, mỗi một cây sẽ là 4 cặp lá. Riêng cái cây này thì cô chú anh chị không chỉ chơi hoa đẹp đâu ạ, mà chơi lá thôi cũng đủ mê rồi. Em thấy nhiều anh chị chỉ cần một cây, hai cây thôi nhưng mà người ta có thể lên trồng lên đũa. Nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và một cây cây hàng đen, một cây VIP như thế này em bán chỉ có giá 55.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Một cái cây hồ điệp lá biên là phát tài, đẹp mê như thế này. Giá chỉ có 55.000 và hiện tại thì đều mỗi một cây đều từ 2 cho đến 3 cái vòi nụ trở lên đang nhú chuẩn hoa Tết. Và đây là cái mặt bông của nó này cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị có thể trồng trụ. Tùy theo cái góc độ thẩm mỹ của anh chị. Nhưng mà em thấy là có những người mà có khả năng thẩm mỹ, nhìn cái khả năng thẩm mỹ tốt ấy, người ta chỉ cần một chậu thôi, người ta lên trụ không cũng rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ, rất là đẹp luôn ấy. Đó, và một cây xin nhắc lại, hồ điệp lá biên phát tài này chỉ có giá 55.000 cho một giò mà rơi vào 4 cặp lá cô chú anh chị nhá, cho một cây. Bên này đây sẽ là những cái giò thanh đạm Indo siêu to khổng lồ luôn ạ. Hiện tại thì cây đang bắt đầu nhú chi chít là nụ nhá, dòng thanh đạm Indo. Mỗi một cái cần hoa của thanh đạm Indo này nó phải dài đến tầm 4-50 cm trong một cái suối hoa, mà hương thơm thì phải nói là hương thơm vô đối luôn cái dòng thanh đạm Indo này này cô chú anh chị này. Đấy, cô chú anh chị thấy ạ. Cô chú anh chị mà sở hữu một cái giò thanh đạm Indo như của em ở đây hiện tại đây thì sau này sẽ là một thác hoa chứ không phải là một suối hoa đâu. Hàng đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá, đang nhú nụ đấy ạ. Hàng này thì em nghĩ rằng là nó sẽ là hàng cái chuẩn hoa Tết ạ. Đang nhú nụ rất là đẹp. Và một cái chậu thanh đạm Indo như vậy em xin phép chỉ bán với giá có 280.000 cho một giò thôi. Đó, cây đang nhú nụ. Tầm như thế này thì cô chú anh chị vận chuyển đóng gói là không sợ ảnh hưởng nụ luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều tím miền, kiều tím Thái ạ. Những cái chậu kiều tím Thái thì cũng tại vì nhiều hàng quá em cũng không giới thiệu được kỹ cho anh chị. Cô chú anh chị có thể nhìn đây đếm sơ sơ chắc khoảng tầm chục thân đúng không ạ? Chục thân lớn nhỏ. Em thấy là những cái mắt nụ sưng rất là lớn này cô chú anh chị này. Và dòng kiều tím Thái này thì sai bông tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Khoảng tầm chục thân ngắn dài. Và bình thường thì em ít khó có những cái giò kiều tím Thái nó đẹp như thế này lắm ạ. Bởi vì giá nó đắt. Nhưng mà cái lô hàng này thì về nó rất là đẹp mà cực rẻ luôn. Có 170.000 cho một cái chậu kiều tím Thái này thôi. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng kiều tím Thái. Hàng này chuẩn mặt bông cây giống nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Em dám đảm bảo cô chú anh chị rằng là khi cô chú anh chị sở hữu một cái chậu kiều tím Thái này thôi ạ, thì một năm sau thôi cô chú anh chị có ngay một cái tác phẩm kiều tím nó đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Nên là bình thường là em thấy người ta bán những cái chậu kiều tím Thái này trước nay giá hơn 300.000 thì cũng xứng đáng thôi cô chú anh chị ạ. Đó, nó đẹp như này. Hiện tại em đang để giá là 170.000. Nói chung là chưa có lần nào mà em có được một cái giò kiều, một những cái chậu kiều tím Thái mà nó to đẹp và nó rẻ như thế này cô chú anh chị ạ. Bình thường em chỉ bán những cái giò mà nó những cái bảng gỗ ấy, nó rất là bé chỉ có vài thân thôi. Đó, còn hôm nay thì cái lô hàng nó quá ưng ý. Còn bên này sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc này. Dòng kiều lộc bắc thân mập nú. Một cái chậu mà nhiều thân sum suê như này cũng là 170.000. Đấy, tất cả những cái mặt bông của dòng kiều, em xin nhắc lại những cái mặt bông của dòng kiều tím Thái nó đều đẹp như này cô chú anh chị nhá. Rất là tuyệt vời luôn và cái thân của nó vuông ạ. Cô chú anh chị thấy để ý thấy là kiều tím miền Trung hay là kiều tím Tuyên Quang hay là Thanh Hóa hay là kiều tím Yên Bái vân vân thì đều thân tròn, nhưng riêng dòng kiều tím Thái là nó thân vuông như này nhá. Và hàng sổ mặt bông thì chuẩn đẹp như thế này, không phải cô chú anh chị không cần phải mua những cái cây kiều tím mà cực kỳ là đắt đỏ với theo thân để mua được những cái rề kiều nó đẹp đâu, mà cô chú anh chị có thể bỏ ra hơn 100.000 thôi mà có tác phẩm kiều đẹp tuyệt vời rồi. Còn bên này đây sẽ là những cái giò đen đô xuân này, hàng đang chi chít là nụ luôn. Dạ, hiện tại thì cây đã bắt đầu là chuẩn bị gần như là chắc chuẩn bị thể hiện cái màu sắc rồi. Cái đầu ngọn đã tím tím, đầu nụ đã tím tím ra như thế này này cô chú anh chị. Chậu sẽ có từ 2 cho đến 3 cái thân hoa nhé cô chú anh chị nhé. 2 cho đến 3 cái thân hoa. Đây, nụ này cô chú anh chị này. Và em bán đồng giá là 80.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 80.000 cho một cái giò đen đô xuân này thôi. Dạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái mặt bông của dòng đen đô xuân. Đấy, với hai một chậu hai thân thôi nó cũng đẹp như thế này rồi.
Độ bền phải trên 2 tháng nhé. Cô chú anh chị có thể để trong phòng khách hay là bàn làm việc, rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Độ bền chắc chắn là hơn 2 tháng. Đấy, hiện tại thì cây đang nụ rất là đẹp như thế này, với số tiền 80.000 thì cô chú anh chị có thể trưng một cái giò lan đẹp trong vòng hơn 2 tháng ạ. Các màu sắc của dòng Dendro đây ạ, quá là xuất sắc đúng không ạ? Mặt bông nào cũng đẹp tuyệt vời như thế này. Còn bên này đây ạ, sẽ là những cái giò Dendro xuân để cho cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết đây ạ. Cây đứng thắt ngọn tròn tu hết rồi và đã bắt đầu là nhìn thấy những cái mắt nụ. Những cái mắt nụ là nổi trên thân rất là rõ luôn rồi nhá cô chú anh chị nhá. Một cái giò Dendro xuân VIP như thế này ạ. VIP như thế này, bản lá tròn vo luôn. Đó, rơi vào ít nhất hàng bọn em đóng gửi đến tay cô chú anh chị, ít nhất phải có từ 6 thân hoa trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Phải có từ 6 thân hoa trở lên và đồng giá ở đây em đang bán chỉ có 160.000. Đó, sau này mà nó nở hoa thì chắc chắn nó phải là một siêu phẩm chứ không phải là một tác phẩm đâu cô chú anh chị ạ. Cái giò đẹp như thế này này, chỉ có 2 thân thôi nó đã đẹp mê rồi đúng không ạ? Và một cái giò rơi từ trên 6 thân như thế này thì cô chú anh chị tưởng tượng là nó sẽ đẹp rực rỡ đến cỡ nào đúng không ạ? Hàng thắt ngọn tròn tu rất là tuyệt vời như vậy, với số tiền 160.000 cho một cái giò ạ. Và sang bên này đây ạ, là dòng địa lan cọp đỏ này cô chú anh chị này. Địa lan cọp đỏ này thì em thấy là nhiều anh chị đã từng sưu tầm rồi, đã chơi hoa rồi, cực kỳ là thích cái mặt bông dòng địa lan cọp đỏ. Một cái mặt bông mà cái màu sắc đỏ và cái mặt bông thanh thoát rất là đẹp luôn. Thanh thoát rất là đẹp luôn. Và mỗi một cái chậu địa lan cọp đỏ của em hiện tại này, nó sẽ, hàng em gửi đến cô chú anh chị sẽ có ít nhất là 5 cần hoa nhé cô chú anh chị nhé. 5 cần hoa, hoa thơm với sắc đỏ, cái khuôn bông hoa sắc nét rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, chậu nào như chậu nào cây rất là khỏe luôn. Cô chú anh chị về thưởng thức hoa xong rồi có thể để lại cây giống, cô chú anh chị yên tâm cho em. Như bên em hiện tại thì có những cái giò địa lan Sato hay là cọp đỏ này này, em cũng chơi hoa xong để nguyên như vậy và đến năm sau nó vẫn cho hoa bình thường cô chú anh chị nhá. Đó, yên tâm cho em, cây rất là khỏe và đẹp như vậy. Và số tiền của một cái chậu cọp đỏ này em bán với giá chỉ có giá là 170.000 cho một chậu địa lan cọp đỏ này thôi ạ. 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Quá là tuyệt vời, cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong vòng vài tháng và một cây giống rất là khỏe như thế này. 5 cần hoa cả dài cả ngắn nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị yên tâm là em sẽ gửi đến tay cô chú anh chị mỗi một chậu phải ít nhất là 5 cần hoa. Và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái cây lan hạc đỉnh đỏ ạ. Hoa cực kỳ là rực rỡ luôn, thơm nức mũi nhé. Những cái chậu hạc đỉnh đỏ này cả 10 năm em bán hàng thì đây là cái lô hạc đỉnh đỏ đầu tiên mà em có được để mà sưu tầm giao lưu của cô chú anh chị. Em thấy là không phải lúc nào cũng có duyên để gặp được những cây lan hạc đỉnh đỏ này đâu ạ. Và hiện tại em đang bán cho cô chú anh chị là những cây đang nhú nụ như thế này. Đó, về cô chú anh chị thưởng thức hoa ngay và có thể có một cây giống lan rất là tuyệt vời để chơi với giá chỉ có 130.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò đen đỗ úc mắt đen này cô chú anh chị này. Mỗi một cái chậu đen đỗ úc mắt đen sum xuê hơn 20 thân luôn ạ. Thân cũng đã bắt đầu thắt ngọn, đứng ngọn rất là đẹp như này rồi. Giá ở đây em đang bán là 220.000 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm trắng này, rất là sum xuê luôn. Mỗi một chậu mà em sẽ gửi đến tay cô chú anh chị sẽ phải có ít nhất là từ 5 thân hoa trở lên nhé. À, từ 6 thân hoa trở lên ạ. Và đây là cái mặt bông trầm trắng, em bao chuẩn là cái mặt bông trắng không tì vết cho cô chú anh chị nhé. Bông hoa trắng không tì vết và đẹp, đẹp thơm một cách nhẹ nhàng tuyệt vời luôn ạ. Với giá ở đây em đang bán là 130.000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ. Mỗi một cái chậu trầm cổ cũng cực kỳ là sum xuê luôn. Em đếm sơ sơ mỗi một chậu 7-8 thân trở lên hết ạ. Và giá một cái chậu trầm cổ này này, hàng này không có lẫn vào đâu được cô chú anh chị ạ. Thân càng già thì nó càng chuyển sang cái màu xoắn đỏ. Và bông hoa của nó thì đẹp xuất sắc luôn. Đây là mặt bông của dòng trầm cổ này cô chú anh chị này. Hay còn gọi là trầm than củi đấy ạ. Và một cái chậu trầm cổ với số thân rơi từ ít nhất là 6 thân, 7 thân trở lên như này, em đang bán với giá cũng chỉ có 130.000 cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Thân thắt đốt sáng bóng như thế này. Đó, và một cái dòng lan phải nói là không chỉ đẹp lá đâu ạ, mà hoa cũng rất là tuyệt vời. Một cái chậu như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 170.000 thôi. Em đảm bảo rằng những cái bông hoa chuỗi ngọc sau này mà nó nở ấy, vừa bền vừa thơm mà nó sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng đâu. Với số tiền 170.000 cho một cái chậu chuỗi ngọc rất là nhiều thân. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu già hạc chớp Mỹ. Một cái chậu chớp Mỹ như vậy thì sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 5 thân nhé cô chú anh chị nhé. 2 cho đến 4 thân, 5 thân.
Đó, nói chung là chậu 4 5 thân ấy thì nó sẽ ngắn hơn. Còn những cái chậu mà có 2 thân thôi ạ thì nó sẽ cao khoảng tầm 8 90 cm trở lên cho một thân. Đấy, thì nên là nếu mà chậu 4 5 thân thì rõ ràng nó sẽ ngắn nhỏ hơn, còn những cái chậu mà có 2 thân như này thôi thì siêu VIP luôn cô chú anh chị ạ. Giá đồng giá chỉ có 80.000 cho một cái giò giả hạc chớp Mỹ này thôi ạ. Chớp Mỹ này chính là cái dòng hoa nở vào thời điểm Tết mà gần như năm nào em cũng bán. Đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông giả hạc chớp Mỹ, nó rất là sai hoa nhé cô chú anh chị nhé, cực kỳ là thơm. Đấy, xin nhắc lại là chậu rơi từ 2 cho đến 5 thân, 2 cho đến 4 thân, 5 thân. Nhiều càng nhiều thân thì thân nó càng nhỏ, 2 thân thôi chỉ có giá 80.000, quá là rẻ. Bèo luôn cho một cái giò lan quá là đẹp như thế này đúng không ạ? Số tiền 80.000. Còn sang bên này đây sẽ là một cái những cái chậu đùi gà tròn. Những cái chậu đùi gà tròn cô chú anh chị những cái chậu đùi gà tròn này này, sách nặng chịu tay luôn, mà toàn là đa số đều là thân tơ nhé cô chú anh chị nhé. Một cái chậu rất là xum xuê như thế này, bỏ ra cân thì chắc là mỗi một chậu này có khi cũng phải tầm hơn một cân. Đó, thì thay vì cô chú anh chị mua hàng cân về để tự ghép ấy ạ, cô chú anh chị mình có thể lấy giúp em những cái chậu đùi gà tròn này, nó to, nó đẹp như thế này. Và giá chỉ có 170.000 cho một giò cô chú anh chị ạ, không cần phải ghép làm gì cho mệt ạ. Về trồng là cô chú anh chị có thể lấy ngay một cái chậu này, thuần rất là ổn định, cái bộ rễ cực kỳ là khỏe như vậy. Đó, thân thì mập nú, về treo lên chỉ chờ thưởng thức hoa thôi, với số tiền là 170 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé, đùi gà tròn ạ. Duy nhất một cái giò dáng hương cẩm báo tự tay nhà em trồng, cái bộ rễ phát triển cực kỳ là khỏe và cây khỏe khoắn xinh đẹp như này, giá 100.000 cho một giò. Còn bên này đây cũng là duy nhất một cái chậu thôi, đây là cái giò phi điệp. À, phi điệp mà cái dòng phi điệp cánh viền, một cái mặt bông mà cực đẹp, đi dự những triển lãm về hoa lan được giải xuất sắc, những cái giải rất là cao. Cái giò phi điệp cánh viền duy nhất này xin phép được bán 6 thân hay sao cô chú anh chị, 120.000 cho video giò phi điệp cánh viền này nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố đây ạ, đếm sơ sơ thì mỗi một chậu cũng trên dưới chục thân ạ. Thân căng mướt quá là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, đang chuẩn bị đi vào cái mùa rụng lá rồi đây ạ, thân quá đẹp luôn. Mặt bông thiên cung lữ bố đây. Một chậu thiên cung lữ bố trên dưới chục thân như vậy với giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Đó, đó là lý do vì sao mà hiện tại em không có bán hạc vĩ rừng, bởi vì cái thiên cung lữ bố nó quá rẻ và mặt bông nó quá đẹp nổi bật như thế này. Bên này đây thì em có những cái chậu lan vanda, những cái cây vanda của hàng Thái. À, mỗi một chậu vanda này thì rất nhiều cặp lá như thế này cô chú anh chị ạ. Phải từ ít nhất là chiều cao của nó phải dài từ ít nhất là 30 cm trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Em có và một cái chậu vanda đẹp như thế này, với giá em chỉ bán có 120.000 cho một chậu thôi. Cái hàng này thì cho hoa quanh năm cô chú anh chị mình yên tâm cho em, nở hoa quanh năm, có hai cái màu sắc hoa đó là màu đỏ này, bông hoa của nó to khoảng tầm 5 cm, và cái màu vàng đốm chấm như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Đó, xin nhắc lại giá ở đây chỉ có 120.000 cho một cái chậu vanda này. Đó, cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp sang bên này đây là em có hai cái giò duy nhất, à đây, đây là những cái chậu địa lan quân tử này cô chú anh chị này. Cây nào cây đấy, bản cây thân lá to đùng luôn. Đó, lá nhân, lá to đùng rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 75.000 cho một chậu nhé. Cây địa lan quân tử trồng trong phòng khách hay là bàn làm việc, thanh lọc không khí tuyệt vời mà tạo không gian xanh nhé. Còn bên này sẽ là chậu ngọc nữ, một cái chậu rất là xum xuê này. Ngọc nữ với giá em bán là 160.000 cho một chậu. Phụ nữ thẻ bài có một duy nhất một chậu thôi, siêu bền hoa. Siêu bền hoa, thanh lọc không khí tuyệt vời, coi như một lá phổi xanh luôn. 70.000 cho cái chậu phụ nữ thẻ bài này. Và bên này sẽ là cũng là cái mặt bông hoa nở Tết ạ, 5 cánh trắng họng hồng ạ. Hoa thơm nức nở luôn. Họng hồng nổi bật trên nền 5 cánh trắng rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Và một cái giò lan như thế này, một tác phẩm đẹp như thế này mà chỉ có hơn 100.000, 100.000 thôi ạ. Đây ạ, cái giò này rơi 3 thân này cô chú anh chị này. 3 thân chiều dài khoảng tầm từ 40 cho đến 50 cm trở lên hết, giá chỉ có 110.000 thôi nhá. Đó là hình 29 ạ. Em bao chuẩn mặt bông cây giống là 5 cánh trắng họng hồng đẹp xinh xắn như thế này nhá, thơm nức nở luôn cho cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là giò này rơi vào 5 6 thân cái gì đó thì em cũng bán với giá chỉ 110.000, và hình tiếp theo là 31. Cái giò này là cũng là 3 thân cô chú anh chị ạ, 3 thân đẹp mộng mơ luôn. Giá em bán 110.000, và hình tiếp theo 32 cũng với giá 110.000 với số thân 3 thân. Cô chú anh chị hãy mua giúp em hai chậu đi ạ, nếu mà có một tác phẩm đẹp. Số tiền chỉ rơi có 220.000 thôi đúng không ạ? 220.000 thôi đây. Ví dụ như là đây ạ, chậu này 3 thân này, 220.000 thôi cho hai cái chậu lan 5 cánh trắng họng hồng như này, ghép lại là một giò tác phẩm luôn đúng không ạ? Hình này em gọi là cái hình 33 đây ạ, với giá cũng chỉ có 110.000 cho 3 thân cong vút và rất là mập đẹp như này. Tiếp theo hình 34 với số tiền cũng 110.000,
dây 4 5 thân gì đó. Và chậu 35 cũng với số tiền 110.000, quá đẹp luôn. Chậu này 3 thân quá đẹp cô chú anh chị ạ. Và chậu tiếp theo là 36, chậu này có 2 thân cũng rất là VIP với số tiền là 90.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị nào đã từng chơi lan lâu thì biết rồi, có lẽ cũng đã từng mua mỗi một thân hơn 300.000 đúng không ạ. Còn bây giờ ạ thì một cái giò như thế này có 100.000 thôi cô chú anh chị, mặt bông trầm rồng đỏ đây ạ. Rẻ nhưng vẫn bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị mình nhá. Đây cái chậu trầm rồng đỏ 37 đây ạ. Cái chậu trầm rồng đỏ 37 này với 3 thân cao trên 50cm trở lên hết ạ. Chó có 100.000 thôi này cô chú anh chị này. Có 100.000 cho cái chậu 37 này thôi ạ. Chậu 38 ạ. Cũng là 3 thân cực kỳ là đẹp luôn, khỏe và rất là đẹp luôn như này. Đã bắt đầu thắt nhất gọn đây cô chú anh chị, dòng hoa Tết đấy ạ. Giá 110.000 nhá. Và sang hình tiếp theo 39 ạ. Một cái chậu cực kỳ là VIP, một cái thân phải dài trên 80cm, thân to như cái ngón chân cái luôn. Đó, cả một cái chậu như này em bán với giá cũng chỉ có 110.000. Và hình tiếp theo 40 với số tiền cũng 110.000 ạ. Dạ. 40 cái chậu này tổng 4 thân nhá, 110.000. Và chậu 41 cũng là 4 thân ạ, to đùng luôn ạ. 4 thân to đùng cách mạng luôn này. 110.000. Và sang phần hình tiếp theo là hình 42, cô chú anh chị nhìn cho em một cái thân mà siêu to khổng lồ luôn. Đó, ngón tay cái của em không là cái gì với cái thân này luôn ạ. Cái chậu này á, thì có bao nhiêu thân nhỉ? 2 thân, 3 thân, 4 thân tổng nhá, 4 thân ngắn dài. Thân cao nhất có khi lên đến cả 1 mét luôn cô chú anh chị ạ. Siêu VIP và siêu khổng lồ đẹp mê ly như này. Với giá em cũng xin phép bán 110.000 cho cô chú anh chị mình nhá. Quá là VIP luôn ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 43, cái chậu này cũng 4 thân tổng ạ. Giá cũng bán với giá 110.000 cô chú anh chị này. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài trần liên ạ. Em nghĩ rằng đang có rất là nhiều anh chị muốn sưu tầm những cây trần liên đúng không ạ? Cây trần liên thì hiện tại trên rừng hình như là đã tuyệt chủng rồi ạ. Không có luôn cô chú anh chị nhé. Có cũng rất là đắt luôn. Bây giờ em thấy hài trần liên là cực kỳ là đắt luôn. Đó, và nên là em ở chỗ em thì trước đây cũng thường xuyên có những cây lan hài trần liên mà em chia theo phần. Thì cũng rất là đắt rồi. Còn hiện tại thì em đang có những cái giò trần liên này là hàng tự nhà em trồng thuần nhé cô chú anh chị nhé. Cây khỏe khoắn và nó đang nụ xinh đẹp như thế này đấy ạ. Cái chậu hài trần liên này em xin phép hình 24 xin phép bán với giá là 180.000. Đó, em dám khẳng định cô chú anh chị mình rằng là những cái chậu này thì người ta phải bán vài trăm nghìn cơ cô chú anh chị, những cái chậu hài trần liên như này ạ. 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Em không biết là bây giờ nó là giá bao nhiêu rồi bởi vì em không thấy có hàng cân xuất hiện bao giờ cô chú anh chị ạ. Hàng rời xuất hiện bao giờ rồi. Lâu lắm rồi, hình 25 cũng 180.000, những cái chậu hài trần liên thân mập và chậu đang thuần cực đẹp như này. Tiếp theo 26 ạ, chậu hài trần liên 26 này em cũng xin phép được. Đây ạ, cái lá tròn vo mập nú, chậu này em bán 180.000 nhé. Là chậu 20, chậu 26 ạ. Chậu 27 này cô chú anh chị này. Với chậu này thì VIP lắm luôn ạ, xinh lá sắn vô cùng luôn. Đó, nhiều thân hơn một chút xíu em bán 190.000 nhé. Và chậu tiếp theo cũng là chậu số 28, em cũng xin phép được bán với giá 190.000. Em dám khẳng định cô chú anh chị là đi tìm khắp nơi không có những chậu trần liên đẹp mà nó rẻ như thế này đâu ạ. Này đây sẽ là những hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 đây. Quế trắng tháng 8 thì em có bán hàng cân bên kia nhá. 1kg với số tiền 260.000. Đó. Cả một ôm luôn cô chú anh chị nhá, về là một trụ đẹp luôn. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây là những cái cây lá xếp rất là xinh. Và những cái cây lá xếp xinh này thì nói chung là lá xếp hay là hàng bên kia thì cô chú anh chị yên tâm là cái mặt hoa của nó cũng giống nhau nhé. Riêng dòng quế lan hương này cô chú anh chị thấy này, một nhánh quế nhỏ thôi cũng đủ làm cho cô chú anh chị có một mùa tháng 8 tuyệt vời luôn ạ. Những cái cây quế lan hương này mà người ta, những nhà vườn người ta ghép lên giò thì cái giá của nó phải gấp đôi, gấp ba cô chú anh chị ạ. Hình này em gọi là cái hình số, hình này gọi là hình số 6 ạ. Ba nhánh quế xếp rất là đẹp như thế này. Thì giá em xin phép bán 180.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình số 7 ạ. Hình số 7 là 4 nhánh quế xếp tuyệt vời luôn, cực xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đó, và cái 4 nhánh quế xếp này xin phép bán với giá 200.000. Và sang hình tiếp theo 18, hình này có tất cả là 9 nhánh quế xếp nhé. 9 nhánh quế xếp nhỏ hơn với giá tiền 160.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 19 ạ. 250.000 cho cái hình quế này là một ngọn mẹ con này cô chú anh chị này. Một ngọn một mẹ với cả một ngọn mẹ với cả hai con nhé, với cả thêm một cái cây rời dưới này nữa. Hình này em xin phép được bán với giá là 250.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 này. Hình số 10 cũng là một mẹ hai con, cây to nhé cô chú anh chị. Về là ghép một cái giò như thế này này cô chú anh chị này. Theo thế cong như thế này sau này giò hoa nó rủ xuống rất là đẹp. Thì này em xin phép bán 160.000 cho cái hình số 10 ạ. Hình số 11 đây ạ. 11 là hình này là có tất cả là
2, 3, 4, 5, 6 nhánh quế xếp nhá, 200.000 cô chú anh chị này. Và sang hình tiếp theo là hình số 12, 150.000 cô chú anh chị ạ. 150.000 cho 4 nhánh quế xếp này và hình số 13 đây ạ. 140.000 cho cái hình này có tất cả là 5 nhánh quế xếp đó. Số tiền không hề có lớn chút xíu nào đâu ạ. Cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái cây quế xếp mà đây là cái dòng quế trắng Trường Sơn nhá. Mặt đông trắng chuẩn như là cái hình em đã đưa cô chú anh chị nhá. Mặt đông trắng chuẩn như thế này ạ. Em đã được bán hàng này nhiều rồi. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14, 160.000 này. Cái hình này cũng có 4 ngọn quế xếp ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái giò long tu xuân rất là xinh đẹp ở đây này. Long tu xuân ở đây em có cái hình này gọi là hình 20 này. Thân mập mạp rất là căng khỏe luôn. Cái hàng này thì đảm bảo cô chú anh chị là sai hoa tuyệt vời luôn ạ. Giò này em xin phép bán với giá là 100.000 thôi này. Đó, nhỏ nhưng mà cực kỳ là có võ. Hàng bây giờ thì đã bắt đầu là đi vào giai đoạn rụng lá này. 21 cũng với giá 100.000 đây. Đó. Và hình tiếp theo 22 rất là nhiều thân xinh đẹp như này với giá 120.000 ạ. Và hình 23 với giá 110.000 cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là mật ong khoái này. Lượng còn ít thôi cô chú anh chị nhé. Mở ra là đã thấy thơm nức nở rồi ạ. Mật ong khoái đây ạ. Vàng ươm trong vắt luôn cô chú anh chị này. Vàng ươm và trong vắt luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cái mật ong khoái này thì cô chú anh chị yên tâm cho em. Là cái hàng này thì em mua với cả dân người ta đi rừng nhé. Những thợ rừng ấy ạ. Mua trực tiếp khi mà người ta vừa mang từ rừng về. Nên là đảm bảo là hàng chuẩn cho cô chú anh chị. Mà cái mật ong khoái này này không nuôi được nhé cô chú anh chị nhé. Và so với cái mật ong núi đá thì nó sẽ chứa nhiều kháng sinh hơn, rất là tốt. Em bán với giá 200.000. Cái này mật ong khoái này thì còn ít thôi và cái sáp thì gần như là không còn rồi ấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị về thì còn những cái sáp vụn vụn cô chú anh chị lọc chút nhé cô chú anh chị nhé. Sáp to không còn rồi ạ. Này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg, duy xanh 50.000 và duy đỏ là 60.000 này. Atonic là 12.000 cho một gói này. Atonic là 12.000 cho một gói. Và duy dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ. Xúc thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho chú ý chị nhé. Liền da sẹo đen này. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói nhé. Và Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Phân dê với chiều dài 20 cm với giá 4.000 trong một túi. Và phân bón chùm quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 trong một túi. Hôm nay em quên mất không nhớ mang ra. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh đấy ạ. Được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Một cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo. Bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đậu tương nữa nên cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu tuyệt vời nhất mà lại rất là lành tính, thoải mái bón hay trộn với cả giá thề mà không sợ đen đầu rễ ạ. Sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với số tiền là 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Những cái giọt tinh dầu hồi ở đây hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, cực kỳ là lành tính và rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí ạ. Và mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị thử một lần đi ạ. Một lần thử thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng để cảm nhận cái vẻ thư giãn mà cái mùi hương tinh dầu hồi này đem lại cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.